Not sure if you know this, but when we first met, I got so nervous, I couldn't speak. In that very moment, I found the one, and my life had found its missing piece. So as long as I live, I love you. Heaven hold you. You look so beautiful in white. And from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight. What we have is timeless. My love is endless. And with this ring I say to the world, you're my every reason. You're all that I believe in. With all my heart I mean every word. So as long as I live, I love you. We'll have it home. So beautiful in white. And from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight. Oh, oh. You look so beautiful in white. Daughter is what our future holds. I hope she has your eyes, finds love like you and I did. Yeah, but when she falls in love, we'll let her go. And I'll walk her down the aisle. She looks so beautiful in phúc khi anh có em bên cạnh. Dường như cuộc sống đã đổi thay, thêm nhiều những tiếng cười và nhiều những ước mơ. Một người cho anh biết yêu là gì. Ngoài kia thế giới đôi chân biết đi nơi nào, tìm đâu một nửa để rồi yêu. Để rồi những lúc buồn sẽ cùng nhau sớt chia, cùng nhau xây tương lai, xây ước mơ. Trên đường anh tìm kiếm đã biết bao lần đau buồn, mà rồi gặp được em làm lòng anh ấm lại. Biết nghĩ suy thiệt hơn, biết sống cho ngày mai,
Từng ngày anh lại thấy yêu và nhớ em nhiều hơn. Mỗi lần xa là nhớ, chỉ muốn mau được quay về, để lại được bên nhau, lại được rộn ràng trong hạnh phúc. Chỉ thế thôi mà vui. Và giờ nơi giao đường, nguyện thề ta sẽ viết nên hạnh phúc, nên vợ chồng. Đêm thao thức anh suy nghĩ không ngủ được, lòng anh lo lắng về ngày mai chúng mình sẽ thế nào và anh có tốt không. Sẽ là đôi vai ấm như em cần, rồi những lo lắng những suy nghĩ như không còn, dường như tan biến thành làn mây khi chợt em mỉm cười cầm tay nói với anh. Vì tình yêu đôi ta sẽ bước qua, trên đường anh tìm kiếm đã biết bao lần đau buồn, và rồi gặp được em làm lòng anh ấm lại. Biết nghĩ suy thiệt hơn, biết sống cho ngày mai. Từng ngày anh lại thấy yêu và nhớ em nhiều hơn. Mỗi lần xa là nhớ, chỉ muốn mau được quay về, để lại được bên nhau, lại được rộn ràng trong hạnh phúc. Chỉ thế thôi mà vui. Và giờ nơi giao đường, nguyện thề ta sẽ viết nên hạnh phúc, nên vợ chồng. Trên đường anh tìm kiếm đã biết bao lần đau buồn, và rồi gặp được em làm lòng anh ấm lại. Biết nghĩ suy thiệt hơn, biết sống cho ngày mai. Từng ngày anh lại thấy yêu và nhớ em nhiều hơn. Thế thôi mà vui. Và giờ nơi giao đường, nguyện thề ta sẽ viết nên hạnh phúc, nên vợ chồng. Viết nên hạnh phúc, nên vợ chồng. Viết nên hạnh phúc, nên vợ chồng. Rằng anh yêu em nhiều không, anh không biết phải nói thế nào để đúng với cảm xúc trong lòng. Khi anh nhìn em là anh thấy cuộc đời anh, là quá khứ và cả tương lai, là hiện tại không bao giờ phai. Tình yêu trong anh vẫn luôn thầm lặng, nhưng không có nghĩa không rộng lớn. Chỉ là anh đôi khi khó nói nên lời, mong em hãy cảm nhận thôi. Cao hơn cả núi, dài hơn cả sông, rộng hơn cả đất, xanh hơn cả trời. Anh yêu em, anh yêu em nhiều thế thôi. Vượt qua ngọn gió, vượt qua đại dương, vượt qua cả những áng mây thiên đường. Dẫu có nói bao điều, cảm giác trong anh bây giờ có lẽ hơn cả yêu.
lần đầu tiên ta gặp nhau. Chẳng biết trước lần đó sẽ là lần cuối anh yêu một ai trên đời. Anh không còn mơ gặp và yêu ai được nữa. Giờ anh đã có em đây rồi, cùng em đi hết quãng đường đời. Tình yêu trong anh vẫn luôn thầm lặng, nhưng không có nghĩa không rộng lớn. Chỉ là anh đôi khi khó nói nên lời, mong em hãy cảm nhận thôi. Cao hơn cả núi, dài hơn cả sông, rộng hơn cả đất, xanh hơn cả trời. Vượt qua ngọn gió, vượt qua đại dương, vượt qua cả những ngang mây thiên đường. Dẫu có nói bao điều, cảm giác trong anh bây giờ có lẽ hơn cả yêu. Rộng hơn cả đất, xanh hơn cả trời. Anh yêu em nhiều thế thôi. Vượt qua ngọn gió, vượt qua đại dương, vượt qua cả những ngang mây thiên đường. Dẫu có nói bao điều, cảm giác trong anh bây giờ rồi. Mời mấy em ngồi uống nước đi. Mời ngồi. Và kính thưa anh em bạn dì chú bác. Ở bên nhà gái tôi thay mặt họ nhà trai hôm nay mang sính lễ đến, mang rượu và sính lễ đến. Tôi đi thì gồm có là bà nội của chú rể, bố mẹ của chú rể cùng đồng thể quý vị đi theo thay đồng đến đây. Lời đầu tiên của tôi á, con được mời bạn mình là xin chúc sức khỏe của quý vị được dồi dào sức khỏe qua một cái đợt mùa dịch gian nan quá mà chúng ta còn khỏe tới giờ phút này là phải nói là rất là nghị lực. Thì tôi thay mặt nhà trai chúc cho quý vị được nhiều sức khỏe, công ăn chuyện bằng thành đạt rồi hạnh phúc. Hôm nay tôi cùng đoàn của gia đình nhà trai đến đây xin dâng được cái cây trầu lên để mà gia tiên cho ông bà bên bên nhà gái. Ngụ ý là để xin được rước cô dâu về bên nhà trai để làm lễ tân hôn cho hai cháu. Xin anh có tiếp. Ý anh bên đó là thì chấp nhận rồi, nghe rồi. Chấp nhận rồi, tôi xin trình quả. Dạ. Chúng tôi đến đây thì gồm có ha, trình quý vị là gồm có trái cây. Có cái chậu để lại ha, xôi, xôi, heo, rượu trà. Bánh. Còn cái này thì lát nữa anh làm cùng với là có quà cho cô dâu nữa phải không? Rồi. Để đeo để dập xong bắt đầu hai cháu làm cho đi anh có ra làm nha.
chứ mình nói là nạp tài, tiền tài. Chúng tôi xin gửi đây, đây là nữ trang của bên nhà trai tặng cô dâu thì chắc phải đeo luôn, tặng làm lễ gia tiên. Rồi, chắc mời. Vui sao những chiếc lá trên cao đang tung bay như đón chào, cầm tay của em và anh nói hãy đi bên anh đến trọn đời. Anh biết không, em đã vui thật vui. Em hôm nay là cô dâu, không ai vui bằng em đâu. Ngắm chiếc nhẫn trên tay sẽ theo em qua tháng ngày. Tình yêu của em là anh đó, sẽ không ai thay thế được người. Em đang mơ về một ngôi nhà đầy trẻ thơ. Mộng mơ của em chẳng to lắm, được ngồi bên anh vào mỗi tối và được thức dậy cùng anh mỗi khi bình minh lên. Rồi mình có những đứa con trai dễ thương giống bố, còn con gái thì đáng yêu giống em. Ngày hôm nay em thật hạnh phúc được làm cô dâu của anh đó. Mình cùng hứa ngày mai sau sẽ không rời xa nhau. Dù cuộc sống này thế nào, bên nhau dấu cho khốn khó, ta sẽ không cách xa bao giờ. Lá trên cao đang tung bay như đón chào, cầm tay của em và anh nói hãy đi bên anh đến trọn đời. Anh biết không, em đã vui thật vui. Em hôm nay là cô dâu, không ai vui bằng em đâu. Ngắm chiếc nhẫn trên tay sẽ theo em qua tháng ngày. Tình yêu của em là anh đó, sẽ không ai thay thế được người. Em đang mơ về một ngôi nhà đầy trẻ thơ. Mộng mơ của em chẳng to lắm, được ngồi bên anh vào mỗi tối và được thức dậy cùng anh mỗi khi bình minh lên. Rồi mình có những đứa con trai dễ thương giống bố, còn con gái thì đáng yêu giống em. Ngày hôm nay em thật hạnh phúc được làm cô dâu của anh đó. Mình cùng hứa ngày mai sau sẽ không rời xa nhau. Dù cuộc sống này thế nào, bên nhau dẫu cho khốn khó, ta sẽ không cách xa bao giờ. Mộng mơ của em chẳng to lắm, được ngồi bên anh vào mỗi tối và được thức dậy cùng anh mỗi khi bình minh lên. Rồi mình có những đứa con trai dễ thương giống bố, còn con gái thì đáng yêu giống em. Ngày hôm nay là thật hạnh phúc, làm cuộc sống của anh đó. Ngày mai sau sẽ không rời xa nhau. Dù cuộc sống này thế nào, biết bao giờ cho con khó, ta sẽ không cách xa bao giờ. Dù cuộc sống này thế nào, bên nhau dẫu cho khốn khó, ta sẽ không cách xa bao giờ. Đến cho anh những tiếng cười
Em ơi lại gần anh nữa đi, em hãy nhìn thẳng mắt anh này. Anh sẽ rất hạnh phúc nếu sớm mai tình giấc. Người đầu tiên anh trông thấy chính là em. Làm vợ anh nhé, anh có một bờ vai đủ rộng, một vòng tay ấm, một trái tim luôn thấu hiểu em. Làm vợ anh nhé, anh sẽ luôn là người che chở, mang đến cho em sự bình yên. Đại gia tiên thì tiếp đến kính thưa ông bà cô bác anh chị em các bạn trai gái của hai cháu, hôm nay là ngày mấy đứa ra phụ tay này năm 2021 nhằm ngày 17 tháng 9 năm Tân Sửu. Rõ ràng đây là một cái ngày thật là đẹp trong năm, mà tôi nghĩ rằng giờ này cũng là giờ tốt trong ngày luôn. Thì tôi xin thay mặt nhà trai một lần nữa xin kính chúc quý vị được dồi dào sức khỏe. Kính thưa quý vị, qua thời gian hai cháu làm việc rồi quen biết với nhau, được sự chăm sóc của hai gia đình, hai cháu đã xác định là phải ở với nhau, không thể xa nhau được. Chỉ không có ngã sâu cao cái tình nghĩa vẫn keo sơn đấy. Thì hôm nay được sự đồng ý của hai bên gia đình, chúng ta làm tất cả các nghi thức cơ bản. Thì đến giờ phút này tôi xin thay mặt là long trọng tuyên bố chính thức lễ rước dâu bắt đầu từ ngày giờ phút này. Cháu Trúc Nguyên sẽ về là một thành viên của gia đình chúng tôi. Cháu sẽ được là gia đình nhà trai chăm sóc dạy dỗ, rồi cùng để nhanh hòa nhập vào cùng với gia đình. Thì cũng nhân đây chúng tôi xin gửi cháu Nhật Minh đến quý vị. Quý vị tại vì cháu còn trẻ thì cũng còn nhiều cái thiếu thốn, mong quý vị ân tình dạy dỗ cho cháu. Rồi thì sau khi tôi tuyên bố này thì chúng ta xin được rước cảm ơn. Anh chị mời gái hôm nay là Trúc Nguyên chính thức về nhà cô bác bây giờ anh chị để Trúc Nguyên gửi cho cháu. Cháu về vui vẻ. Cảm xúc lần đầu em hò, em thật xinh anh lặng thinh cứ mãi ngắm nhìn. Hôm nay ơi sao thật vui, hôm nay hai ta thành đôi, hôm nay ta đeo nhẫn cưới suốt đời. Hôm nay ơi sao thật vui, nâng ly lên mọi người ơi, nâng ly lên cho ngày cưới chúng tôi. I'm gonna say, I'm gonna say, you gonna say, you gonna say, we gonna stay together. Thật vui nâng ly lên mọi người ơi, nâng ly lên cho ngày cưới chúng tôi. I'm gonna say, I'm gonna say, you gonna say, you gonna say, we gonna stay together, together forever. I'm gonna say, I'm gonna say, you gonna say, you gonna say, we gonna stay together, together forever. Nhấc tay lên nào hãy đưa về bên trái, nhấc tay lên nào hãy đưa về bên phải, nhấc tay lên nào chúng ta cùng nhau nhảy, nhấc tay lên nào chúng ta cùng nhau quẩy. Biết đến cho tôi là biết đến party, là biết đến ngày vui nào ta cùng nâng ly. Nào hãy mở nhạc lên có đông như trong CD, nào hãy vui lên đi cùng ông ta. I'm gonna say, I'm gonna say, you gonna say, you gonna say.
đại diện nhà gái, kính thưa ông bà cô bác, anh chị em, nội ngoại, bạn bè khắp nơi, một lần nữa là nhà trai rất là chân thành cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của quý vị và đầy chuẩn bị, đầy trách nhiệm của quý vị để nói lên cái cuộc hôn nhân này rất là long trọng đối với gia đình chúng ta. Đến giờ phút này, tôi xin thay mặt nhà trai tuyên bố lễ rước dâu chính thức bắt đầu và cũng kính mời ông bà cô bác cùng đưa cô dâu về bên nhà trai để làm lễ tân hôn. Dạ, xin kính mời. Dạ, rất được ạ. Sáng lồng lành như trời cao mây trắng
trường xưa, cùng từng xe dây gốc kia chú mưa. Đến hôm nay ta đã chung một lối, anh không còn phải đi xa đón nữa. Ta giờ đây chung trên mây, ta cùng đón tương lai. Ta cầm tay, ta cùng vui say trên bước đường dài. Như lời hứa anh đã nói ngay từ phút giây đầu, chúng ta sẽ về chung một nhà. Dù gian khó, dù mưa gió, ta cùng đón ngày mai. Ta thường nghe sau cơn mưa là chiếc xe nắng lại. Như lời hứa anh đã nói ngay từ phút giây đầu, chúng ta đã về chung một nhà. Ta về một nhà, khép đôi mi cùng một giường, đôi khi mơ cùng một giấc, thức giấc chung một giờ. Khi hai ta chung một đường, ta vui chung một nỗi vui, nước mắt rơi một dòng, dòng chung nhau. Alo em ơi, anh đang lấy xe chuẩn bị ra về. Mười tới mười một sau lưng muốn kể về em ngày dài ghê. Công trường nắng gió vui bọng làm anh mỏi như cả đôi vai. Những chuyện nhỏ to công việc vẫn còn văng vẳng bên tai. Này anh, hôm nay anh có thể về về nhà sớm hơn. Buổi tối hôm nay có món anh thích cả nhà chờ cơm. Em ơi hôm nay anh về muộn đang vội đến phòng thu. Bản tin thời sự và mixtape vẫn còn đang ngấp ủ. Anh biết từ khi lấy em anh chẳng mấy khi phụ em được việc nhà. Cuối tuần vẫn bị hoa đỏ chẳng cùng em được chuyện gần xa. Thêm ngày lo viết câu hát về người ta thở hơi bao đầu. Đi diễn chỗ này chỗ kia tối về với em cũng chỉ có tay không. Cảm ơn em vì như tháng ngày qua em đã đến bên anh. Cảm ơn em đã là hậu phương cho ước mơ trong anh. Xin lỗi em vì như tối em thức muốn nhịn đói chưa cơm anh rất yêu. Giờ một lần nữa gia đình nhà gái chúng tôi rất là hân hoan đón mừng tham gia bốn họ về dự buổi lễ của hai cháu ngày hôm nay. Gia đình chúng tôi thật là chân thành biết ơn quý báu, sự quý báu bỏ thời gian quý báu của quý vị mà có mặt ngày hôm nay, rồi cũng đưa cô dâu an toàn về tới nơi này là một cái điều rất là may mắn và hân hoan của gia đình chúng tôi. Kính thưa quý vị, như hồi sáng giờ mình đã nói, qua quá trình các cháu tìm hiểu quen biết với nhau rồi xác định đi đến hôn nhân, được sự đồng ý dung dén của hai gia đình tác hợp cho hai cháu đến quyết định ngày hôm nay là ngày kết hôn chính thức cho hai cháu. Thì cái mối tình thông gia giữa hai gia đình này tôi nghĩ là keo sơn gắn chặt, vĩnh viễn, mỹ mãn, không bao giờ mờ phai được. Thì tôi xin đại diện nhà trai cũng như một phần của nhà gái chính thức long trọng tuyên bố hôm nay là ngày để chính thức của hai cháu trở thành vợ chồng với nhau. Cô dâu cháu sẽ chính thức về là một thành viên gia đình chúng tôi, và ngược lại cháu rể cũng vậy. Mong quý vị tạo mọi điều kiện thuận lợi giúp đỡ. Thì một lần nữa tôi chân thành cảm ơn quý vị, rồi coi như là lễ thành hôn ngày hôm nay chính thức là bắt đầu. Giờ các cháu để lên tiếng ông bà rót rượu mời bên cha bên mẹ. Tôi giới thiệu chính của mình đại diện này là anh là cao hội trưởng của người trong gia đình. Đây là ông cha của người mẹ, đây là chị hai, là tổ tư. Và cũng nói lại là coi như là mình thống nhất với nhau là ngày hôm nay á, do dịch bệnh, do hoàn cảnh khó khăn, chúng ta làm cơ bản là về nghi thức. Còn để mà chào hỏi ông bà, cô bác, bạn bè, chắc thời gian tới lúc nào mà rảnh rỗi nhất mình sẽ mời. Dạ, cũng phải nói trước cái đó, nay mình làm nhẹ nhẹ sơ sơ thôi. Con giới thiệu bên vợ đi dùng
Giới thiệu của ba. Rồi xong cái thành đó là bên nhà trai tiếp tục có ai tặng quà cho ngày hôm nay thì tiếp tục. Rồi cảm ơn. Đó là 500 đô, 500 đô ta để quen vậy. Vậy là quá tốt, quá đẹp. Cô nó đeo hai cái vàng. Gái 20 triệu. Chắc tôi không gì lắm mà. Tới khóc con trai đừng lấy vợ. Em khóc bò bi. Này của em bi. Cái nhỏ đó nó không ra. Nó hết hai đứa. Nó đang học online. Cô nó bắt mà. Mừng à anh. Cứ con đầu cứ vợ là anh cả. Anh là cô nó bắt buộc phải. Bà ở bên sĩ để mừng. Còn này là của cô Thi. Cô Thi nó là con của cô Thi gửi 300. Đấy. Con thấy người ta lấy vợ quá là tiền, nó muốn lấy vợ nữa quá. Ngoại bà ngoại được rồi. Nghe này có cô ấy. Lấy vợ. Còn thì cô ấy tặng cho hai đứa. Đó là cô ấy nại đó. Cô cho hai đứa. Cô cho hai đứa nó cũng rồi, cô vui cho 100. Cô Bảy cho 100. Nhưng mà 100 triệu á. Không có 100 đô anh ơi. Cái này em hơi mệt. Đây đưa bớt. Trần Trúc Nguyên. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay cháu Mai Trần Trúc Nguyên chính thức về nhà chúng tôi là một thành viên của dòng họ Nguyễn. Thì sẽ trở về nhà ông Nguyễn Nhật Bình và bà Hà Thị Khánh Danh là cha mẹ của chú rể Nguyễn Nhật Minh. Thì cũng như tôi nói hồi nãy, cháu sẽ là một thành viên mới mà đặc biệt được sự giúp đỡ để nhanh chóng hòa nhập vào cái gia đình, sinh hoạt cái gia đình. Và ngược lại, cháu Nhật Minh cũng xin gửi gắm về hai vị. Dạ. Thì một lần nữa rất là trân trọng cảm ơn quý báu thời gian, rất là quý báu quý vị có mặt ở đây đã đưa con cháu về nhà trai thật là an toàn đến giờ phút này. Giờ phút này chính thức tôi thay mặt gia đình hai họ chắc sẽ được sự chấp nhận của chính quyền hai địa phương đồng ý cho hai cháu đăng ký
chứng thực cho hai cháu kết hôn. Trước sự chứng kiến hai họ đồng ý, hai con sẽ thành là vợ chồng chính thức từ giờ phút này, là một cuộc hôn nhân hộ pháp chính thức. Xin long trọng thông báo và kết thúc cái buổi lễ hôm nay. Dạ. Bye.
giờ chia xa.